À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của mấy anh Slaver, Nikolai Nyazevsup. Ở tập trước thì mình nói chung là cũng đã ổn định được cái lãnh thổ rồi và bây giờ thì quân đội của mình cũng khá. Nên là vấn đề trị an thì mọi thứ nó cũng ổn đấy. Mình thì mình không biết cái thằng Hung Nô nó định tính cái trò gì. Hung Nô thì nó lên tận đây rồi mà chưa thấy nó chiến tranh gì cả. Chiến tranh đánh trên này, nó đang đánh nhau với thằng Burundi này. Bây giờ mình cứ phải lôi thằng Hung Nô vào mấy cái cuộc chiến của mình nữa. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Bắt đầu cứ để từ từ đã. Qua lượt đã nhỉ. Nói sao thì bây giờ Hung Nô với mình nó cũng có chút tình thân, chắc là cũng không vấn đề gì lắm, mặc dù là vẫn đang thân ai đấy lo thôi. Ồ, La Mã còn chiếc thành cuối cùng, chắc là mất lốt rồi. Sao La Mã sụp đổ rồi. Vấn đề bây giờ mình cần cái đội xe bắn đá cỡ lớn mà bây giờ không có cách nào kiếm được. Muốn kiếm thì chỉ có bằng cách mà có nổi loạn ở vùng nào đấy, sau đó mình bắt thôi, bắt cái xe bắn đá thôi. Xe bắn cá cỡ lớn hơi khó kiếm. Ôi dồi ôi, cái thành này bị vây bởi tỷ thằng. Cái thằng này nó quyết định di chuyển à? Nó ngủ ở cái chỗ thành của mình lâu lắm rồi. Phép phái Lam Kit đã bị Lam Mix đã bị hủy diệt. Như vậy thì mình đang hết cái điểm ngoại giao với mấy thằng ở dưới này rồi. Welcome, I suppose. No, sao là tí quà sao nào? 1000 mấy à? Nó ném tiền vào mồm nó mà nó vẫn chưa thân được mấy mình à? Vãi nhỉ? Greetings, friend. Let us use our time together. Đã đen lại còn xấu. Ký hiệp ước không xâm lược đã. Chúng ta cần có một sự an toàn ở khu vực châu Phi. Rồi. Thằng này thì mình phải đập. Welcome, friend. Chắc phải có tí gọi là mưa rơi đạn hạt vào cho chúng nó. Enjoy the pleasures of my home. I welcome you on behalf of the people and give ear to your words. Căng nhỉ. Phải đạt được các cái hiệp ước này, nếu không đưa quân đi bây giờ là nguy hiểm lắm. Lý thuyết thì mình vẫn đang đóng vài quân đoàn đây nhưng mà... điều đó chưa có gì là đảm bảo. Thằng này hơi bị nhiều tiền của anh rồi đấy. Rồi. Tiếp một thằng nữa, nhưng quan trọng nhất là cái thằng Pontus này. Mình vừa lém tiền vào mặt nó rồi mà nó vẫn chưa thân mình. Thằng này cũng chiến tranh với La Mã. Vậy thì chúng ta cứ tặng nó ít quà, gọi là quà ra mắt phát đã. Để cải tiến cái điểm ngoại giao với nó đã. Xem nữa. Thằng Suebi này. Suebi này
We will gladly listen to your offers, but do not ra- 15 thành cả. Đất rộng, yeah. Cứ từ từ, chiến tranh nào không thể vội vàng được. Một ngày lương thực. Lương thực khá thì chúng ta sẽ nâng cấp vào cái công trình điện thờ này để nó tăng thêm cái văn hóa của chúng ta lên nữa. Lương thực vùng này cũng khá. Đây cái điện thờ này. Dị giáo Slavic đang tăng dần đó. Chúng ta phải làm sao tăng cao cái tôn giáo của chúng ta lên. Hết tiền để xây cái này à? Ảnh hưởng của dị giáo Slavic xây cái ruộng nữa. Vùng này mình đang miễn thuế à? Trừ do thiếu lương thực. Ai ôi, thu nhập phát được nhiều tiền thế. Xây cái ruộng thì chắc mọi việc ổn thôi. Hai cái này lên nữa là ổn. Mọi thứ đã ổn dần rồi. Ready for orders. How can I assist you? On the move. No. Kinh à? Mấy thằng này nó kiểm soát hết khu này kìa. Oh no. No, nó đang tiến sang tận khu vực này rồi. Cứ bình tĩnh. I am the knife in the dark. Cứ cho spa đi thám thính chứ. Yes. That is not possible. Ready for orders. À. Cái gì đấy? À, thợ săn Slavic nó sẽ có một cái skin thêm so với skill. Đây. Cái này nó sẽ cho phép chúng ta cộng 90 điểm vào tầm bắn. Điều đó rất là quan trọng, các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi đó chúng ta có thể tấn công cung thủ đối phương. Chúng ta có thể tấn công cung thủ của đối phương. Thanh niên này tạm thời đứng đây phòng thủ đã cho anh. Để có cái mối quan hệ ở phía nam này nó ổn một chút đã thì bắt đầu chúng ta mới rút quân lên phía bắc giải quyết chiến trường phương bắc được. Chúng ta có một thằng kẻ thù ở đây. Thực ra thì mình cũng không muốn đánh nhau với nó, chẳng qua mình chỉ đang muốn ghi điểm với hung nô thôi. Có nên giải quyết cái thằng gì nó đang đóng trên đất mình không nhỉ? Nó có đến hai quân đoàn nhỉ? Sao chứ chỗ này thế quái nào mà vây nhau đông như này mà vẫn chưa đánh nhau được à? Hung nô nó lên kia thì kiểu gì nó cũng sẽ chiến tranh với mấy thằng ở trên kia. Cái nhiệm vụ của Ante nó không phải đi chiếm đất mà nó chỉ cần tài nguyên và xây dựng các cái đền thờ các bạn ạ, nên là chúng ta không vội vàng cứ phải đi đánh nhau nhiều đâu. Mình chỉ cần chiếm thêm cái chiếm hoặc là chúng ta giao thương được cũng được, không nhất thiết phải chiếm. Và có thể chúng ta sẽ giao thương được cả kim cương và gỗ.
Đế quốc Tây La Mã đã bị hủy diệt. Rồi. Đế quốc Tây La Mã đã bị hủy diệt, kinh tế của chúng ta vẫn ổn. Bây giờ cứ bình tĩnh phát triển đã. Nâng cao vào cái văn hóa của chúng ta đi. Vấn đề là hết lương thực. Đúng không? Vùng này lương thực khá nhỉ? Chưa được, phải xây thêm một. Nhưng mà nếu lên nữa thì hết mất. Tại sao cái văn hóa chúng ta chậm nhỉ? Thiếu lương thực nghiêm trọng. Thật là đau đầu. Chúng ta có những đơn vị quân rất mạnh rồi, nhưng mà vẫn chưa có được cái đội cung để nâng được cái này lên đấy. 4 này mới tuyển được cung thủ tiên độc. Và nâng cái này nữa nó sẽ lên thợ săn tiên độc. Thợ săn tiên độc thì thực sự là cơn ác mộng cho tất cả các đơn vị quân khác. Tiếp tục ngoại giao. Nô nó đi rất sâu vào vùng lãnh thổ phía trong này rồi. Thằng này thì nó khá thân với mình đấy. Welcome friend, welcome. Come, sit. Enjoy the pleasures of my home and let us find a court. Chưa vội, thằng này nó xa. Nếu có tiền chúng ta sẽ giải quyết khu vực bên này trước đấy. Speak quickly. Do not expect the good wine to ease your parched throat. Vẫn không tăng được điểm ngoại giao. Sợ lắm, thằng này mà nó chiến tranh mình bây giờ là mình hơi gặp vấn đề ấy. Thằng Pontus này này. Thằng này. Thằng này thì mình đang trade với nó thì nó sẽ tăng trưởng là đương nhiên rồi. Mấy cái thằng Trung Đông này. Thanh niên này du mục kìa. Dị giáo Slavic 57% đang tăng kháng kể. 45% cho toàn bộ lãnh thổ. Bây giờ ready for battle. Khó khăn thật. Mong sao Hung Nô nó đốt hết cái vùng kia để mình có thêm gỗ đó. Hung Nô nó đang tiến sâu sang khu vực phía Tây. Điều đó là rất tuyệt vời. Nó rời xa lãnh thổ chỗ mình rồi. Mình chưa kiểm tra xem hạm đội của mấy anh Slaver này có gì mạnh không. Có một cái thằng dợ nó đang trên đất của mình.
Nó lại còn đang cướp bóc nữa. Không có xe bắn đá. Tao chấp mày luôn, vào đây mà ăn. Quân của chúng ta lên lính đời này rồi thì chắc không sợ nữa cả. Chịu đòn tốt. Thirsty for battle. Lên cái điện thờ đấy nhá. Giờ là căng xem thế giới nó tình hình thế nào. Akasum. Phe này nó chưa có điểm giao thương với mình. Chiến tranh mà lại cải thiện là cái quá nào. Thằng này nó chiến tranh với thằng Alaman này à? Mình cũng đang cần đánh đất của thằng Alaman đấy. Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Ném ít quà một nó. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today. Thế chứ. Xuê bì. Thôi được, tiền chúng ta có nhiều, nó sợ. Lương tiên nó phải để vào những việc này. Chết nhà bây giờ hết lương thực. Hết luôn lương thực à? Lưng vào đây đã. Cái này từ từ, lưng đây đi. Tiếp tục xây nhà thờ. 56 lương thực. Cái này trừ mất khá nhiều rồi. 20 lương thực nữa. Chờ lâng được cái công nghệ lên, lên xây cái này lên đã rồi mới lâng. Không kiểu là sập nguồn ấy. Warriors all. Vùng này cũng sắp nổi loạn rồi, cho nó loạn luôn đi. Cho nó loạn luôn. For the tribe. Nếu nó loạn luôn mình sẽ chiếm lại này. Treading secret paths. The goddess guides my. Tăng tốc độ nổi loạn của chúng nó lên đã. The old tracks are open to those. Chúng ta sẽ không tấn công. Để tấn công chúng ta sẽ. I am a priestess of the old ways. Nguy cơ sẽ làm bất hòa với đồng minh. My skills are yours. Nó đang là đối tác chiến lược của chúng ta mà chúng ta tấn công thành. Is there nothing more? Tấn công vào thành của nó như thế này thì không ổn. Đây này. Giảm trị an này. Cho thầy tu lên cắm trên đất của nó thì nó không bị trừ gì cả. Ổn định lĩnh thổ. Áp giáp này, áp quân này, lên được cái giáp lên rồi, lên cái này nữa là giáp đầy hai à? Cứ từ từ, có thể mình sẽ phải chiếm thêm cái vùng bên trên đấy, vùng bên trên đấy nó có gỗ.
Mình đang cho các cái thầy tu đứng sang đất của đối phương để kích động bất đồng các bạn ạ. Để nó cái vùng đất đấy nó nổi loạn ấy. Chính sách gọi là chính sách diễn biến hòa bình ấy, và bạo loạn lật đổ ấy. Xem cái bọn này nó đánh nhau kiểu gì ấy. Bây giờ thì thế giới đang bị phân chia, kinh tế của chúng ta thì rất mạnh nên chúng ta cũng không phải vội. How can I help? On the move. Muốn do thám á, do thám mấy cái vùng lãnh thổ này. I will seek entertainment. Vùng này có gỗ. Ready for battle. Tăng dị giáo Slavic như này. Độ máu mỡ 10 cơ. Kinh nhỉ. Chắc là do cái công trình này rồi. Nó cộng 2 màu mỡ cho tỉnh này mà. Của cải cho các công trình văn hóa này. Thợ điêu khắc tượng. Thằng này chiến tranh với cả thằng này lẫn thằng này à. Hung nô đang tăng trưởng. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. 28 tuổi chúng ta không cần. Bây giờ mình xem là mình sẽ chiến tranh với thằng nào. Guardian. Đề nghị cùng tham chiến nô tiếp. And without idle purpose, and all will be well. Thằng này. Có qua có lại tí chứ. Cao à? Đồng minh phòng thủ hay là liên minh nữa? Đồng minh quân sự thì không được rồi. Ôi trời ơi. Nó đòi tiền hung nô mới gọi là rực rỡ này. Úi trời ơi. Tốt rồi, chúng ta đã là đồng liên minh phòng thủ với hung nô rồi. Được, mình sẽ bắt đầu tấn công thằng này. Hai quân đoàn của chúng ta đâu rồi? Ra đây một quân đoàn nữa. Đây à? Lôi mấy thằng spy về đã chuẩn bị. Một thằng nữa đâu nhỉ? Đây à? Chuẩn bị. Khử. Cải tạo cái văn hóa này đã. 48% vẫn đang tiếp tục tăng nhưng mà tăng chậm lắm. Lên đến 70% văn hóa cơ. Nhưng mà đánh nhau với cái thằng củ khi kia lại đánh nhau trên đồng bằng rồi. Mà đánh nhau ở đồng bằng thì mình hơi thất thế nhỉ. Mấy ác cày.
Trời ơi. Mình đồng minh với Hung Nô này, liệu mấy thằng Slaver nó có thích giở quẻ nó đánh mình không nhỉ? Dễ lắm. Chỗ này nó là địa hình thảo nguyên. Tăng giáp này. Tốt rồi. Nó có hai cái xe bắn đá. Đau đầu nhất là mấy cái xe bắn đá này. Nó lại cũng có khá nhiều ngựa nữa. Chắc phải cho thêm quân đoàn này lên ăn cùng. Quân rẻ phết nhỉ? Mình nâng cấp cái gì lên rồi mà bây giờ chúng nó rẻ thế nhỉ? À, cái nhánh quân sự mình nâng khá cao rồi mà. Are you ready to do your duty to the tribe? We need good fighters. For the tribe. Chiến phát nhỉ? Không biết có chắc không. Biết là bây giờ chúng ta này có hiệp ước với Hung Nô bị trừ điểm ngoại giao vãi trưởng luôn này. Suy yếu ấy. Hiệp ước với Hung Nô chúng ta bị trừ điểm ngoại giao giữa nhỉ. Kệ chứ. Giờ thì thằng nào láo oánh luôn. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. My friend, be welcome. The ancestors smile. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Let us have good wine until we can talk no more. Chưa chịu. Với gần này kẻ thù thì Hung Nô nó cũng đã đủ nhiều việc để làm rồi. Mình cũng không cần phải thêm kẻ thù cho nó nữa. Ây chà. Longova bị... Mình cần cái vùng này thôi. Có gỗ. For the tribe. Aidan, Kishidan. Nó đồng minh với Ostrogoth, không được, không tuyên chiến được. 93 lương thực lên. Chắc lên được. Phi phải xây cái công trình tăng độ màu mỡ hay nữa nhỉ? Người tăng văn hóa, người tăng tiền. I am a priestess of the old race. Well met. What do you wish of me? The earth will guide my feet. My words will sway them. Sử dụng chính sách diễn biến hòa bình nữa. Bạo loạn lật đổ hết rồi. To my ancestors. How may I be of assistance? My skills are yours. The goddess blesses you. How can I help? Động bất đồng. I am a priestess of the old ways. Gây bất ổn tôn giáo, giang giả, bất đồng.
thuyết phục mục tiêu, kích động nổi loạn. Khuyến khích nổi loạn à? Well met. What do you wish of me? Tăng sự không hài lòng về tôn giáo trong khu vực địa cư này. Hiệu quả tích cực, hiệu quả rõ rệt, hiệu quả vừa phải. Kích động bất đồng. I will find their weakness. Sử dụng chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ vậy. From failure comes hope. My skills are yours. Well met. What do you wish of me? My success is for the tribe. Cũng chả được bao nhiêu lắm nhỉ. Thôi được, kệ nó. Warriors all. Bốn cháu sắp có loạn, bạn loạn ở đây rồi. Thành lập thêm quân đoàn nữa. Thằng nào có thể nhận con nuôi thì nhận đi. Thằng này nó đã là con nuôi rồi, nó đã có nhận con nuôi nữa thì nó được gọi là gì? Hai thống đốc. Ông thống đốc 78 tuổi này và đánh góc cụ rồi mà chưa chết à? Ô thằng này ngu đần này. Xảo quyệt trừ. Hắc vọng. Thích ngoại. Đúng là cái bọn con ông cháu cha, chả thấy được cái thằng nào. Thích ngoại. Cho mấy ông thống đốc già chết thì cho bọn này nó vài cái chức vụ gì đó. Con đồng cháu trà nó luôn có lợi thế. Mặc dù chúng nó ngu dốt nhưng mà nó vẫn được làm lãnh đạo. Là cái bọn đấy nó lãnh đạo đã là bẩm sinh rồi, chuyển từ đời bố sang đời con theo đúng quy trình rồi. Hăm dọa chứ, chúng ta cũng bắt chúng nó về luôn. Không để chúng nó loạn. Rồi, chúng ta bắt hết rồi. Úi dồi ôi. Gia tộc của chúng ta, thằng này, thống đốc trung thành hơi thấp. Cho đi thuyết phục ngay. Nó vừa bị bắt làm thống đốc nên nó hơi khó chịu một tí.
tiền mình khá khá rồi. Cái nhiệm vụ của cái chiến dịch này nó rất là quái quăng. Toàn bắt mình đi xây nhà thờ. Ờ nhỉ, vùng này nó màu mỡ nó cao như này nên lương thực nó cũng được nhiều. Màu mỡ 10 này. Khả năng các vùng của mình bây giờ cũng phải xây cái công trình nó tăng màu mỡ lên thật. Nó vừa tăng màu mỡ nó vừa tăng văn hóa. Vùng thủ phủ của mình màu mỡ 6. Vùng này thì phải xây ấy rồi. Tăng màu mỡ nó cũng tăng lương thực mà. Thirsty for battle. Ready for battle. À, Ascool nó thông được đường biển rồi này. Welcome, friend. Welcome. Hay quá, có thêm một đối tác chiến lược nữa rồi. Chúng ta đã có khá tiền rồi. Thằng này lãnh thổ lông côm nhé. Thằng này chiến tranh với rất nhiều thằng. Mình đang cần cái khu vùng này. Thế thì chắc thằng Alaman phải chết rồi. Trời, Humno. Humno láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai rồi. Khỉ cái thằng này nó ghét mình ra mặt là thế nào nhỉ? Khó định hình quá. For the tribe. Không dám lâng vì hết lương thực. Warriors all. How may I be of assistance? The goddess gifted me with sweet words. I will pour honey into their souls. Ta cho vào con đoàn này. Nghe chừng cho mấy thằng này đi hát rong không ăn thua mấy. The goddess blesses you. How can I help? Thirsty for battle. Lượt sau tấn công nó vậy. Bây giờ kinh tế của mình rất mạnh à. Chiến tranh chống lại Ostrogoth. Tuyệt. Đánh luôn. Đáng thiếu lý do. Hungno nó lôi mình vào mấy cuộc chiến của nó rồi. Thằng này định mò cái đây cướp bóc đất của anh à? Mày láo quá. You have brought this on yourselves. Your people will curse your name. Thằng chó chết thì nó đánh nhau mình này. Thôi không lôi Hungno vào đây. Không cần. Ái già, bây giờ căng nhá, chiến tranh cả khu vực phía nam. Được đấy. Thằng quê quốc Đông Nam Á chết phát rồi nó quyết định chơi mình luôn à? Được, mày giỏi lắm. Ngon thì lên đây. Vấn đề là chúng ta sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn nữa ở khu vực phía bắc này.
Để đưa quân xuống đã. Mấy thằng con ông cháu cha rồi. Thằng Huran. Con ông cháu cha đấy, đúng rồi. Huran. Mấy thằng con ông cháu cha này. Are you ready to do your duty to the tribe? Đưa quân xuống đây để trấn thủ ở khu dưới này. Chúng có thể chúng ta sẽ thành lập thêm vài cái hạm đội nhỉ. Thằng tên là Vúc là cái thằng gì đó. Thằng này à? Cho một cái hạm đội này á. Bọn châu Phi nó quyết định chơi mình rồi. À bọn Trung Đông nó cũng quyết định chơi mình rồi. Sao chúng ta không có thuyền pháo à? Pháo có đây, quân đồn trú. Cần lắm thì chúng ta có thể chuyển khu vùng này thành cả quân sự ngay. Được rồi, cứ bình tĩnh. Vùng này cũng có thể thành lập thêm một quân đoàn đâu à. Mấy thằng con ông cháu cha rồi. Thằng này tướng rồi này. Thằng này chính khách. Thằng này thì cho nó làm thống đốc đi. Ông 79 tuổi này ở vùng nào ấy? Vùng này à? Cho cái thằng con ông cháu cha nó làm lãnh đạo ở đây đã. Đây. Cái vùng Daxia. Rồi. Cứ phải con ông cháu cha làm lãnh đạo. À, chúng ta có thể nâng cấp thêm ruộng lên này. Không đủ lương thực để nâng cấp. Thuyền đâm húc này. Diều binh. Bọn diều này mạnh phết này. Giáp 25, sức khỏe 120, tấn công cận chiến 26, sát thương cận chiến, phòng thủ cận chiến. Cũng được đấy. Lính phòng thủ mà là lính diều là được đấy. Úi giời. Thủ thành này á. Chớp. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Mấy thằng Trung Đông liều thật dám đánh nhau mình. I will tend to the needs of our warriors. Thằng này lại đồng minh của thằng đấy. Sao nó có chiến tranh không đâu? Chiến tranh luôn. Nhưng nó chưa chiến tranh với mình. Đập thằng này trước. Hay quá, nó kiểm soát toàn bộ vùng này rồi. Chúng ta đỡ phải cơ mất công xây dựng lại. We take this settlement for the tribe. Giáo binh à? Rất nhiều cung thủ. Ơ, à, nó tuyển cả lính La Mã này. Vãi trưởng thật. Vài đội cung. Tỷ lệ thắng mình thấp thế nhỉ? Ôi, nó đông quân gấp đôi mình. Thảo nào. Đông quân gấp đôi mình. Đôi khi là đồng minh với anh Hung Nô cũng có cái lợi ấy. Mình đỡ phải mất công tuyên chiến. Mình muốn đánh thằng Ochobot này lắm rồi mà mình chưa có cơ hội.
lính spi đi. Có cả lính spi rồi à, để quấy đấy. Bây giờ căng đấy, bởi vì bây giờ khu vực châu Phi thì với khu vực Trung Đông, châu Phi thì ổn rồi, thằng Askul nó khá thân với mình, nhưng còn cái khu vực Trung Đông này thì lại có chiến tranh với mình ở khu vực Trung Đông. Tiến vào từ đâu là ít. Đây. Vào từ đây à? Từ đây thì chỉ có mỗi cái lối vào duy nhất này thôi. Không hẳn. Nó có thể đi đường này. Hướng này nó cũng có thể đi đường này, nhưng cái xác suất đấy là hơi thấp. Trận chiến này chúng ta được cộng hay được trừ nhỉ? Hình như là chúng ta đánh nhau trên sông mà. Cái thành này thành trên sông sao được cộng này? Chỉ bọn cung này biết ngay. Phòng thủ cận chiến 8 điểm. Thế đúng rồi, chúng ta được cộng. Đúng rồi, đàm rất to. Đánh nhau trên sông mà. Nó có một cái tháp canh kia, nó bắn đến đây thôi. Trận này nó không có kỵ binh thì cái lính spi này của mình không có nhiều tác dụng lắm. Tướng vẫn còn để bên kia kìa. Nguy hiểm vãi. Làm sao để bắt được mấy khẩu pháo to nhỉ? Bán tên cho anh. Trời ơi. Đúng rồi, giải độc vào đầu cho nó. Chúng nó cái trứng độc ở Mỹ là chúng nó chết hết. Sợ đâu, chúng ta đứng trong rừng, cái sát thương chúng nó gây ra cho chúng ta cũng giảm đi khá nhiều. Mấy con ngựa của nó, kệ, không vấn đề gì. Chúng độc và chết thôi mà, sợ. Bình của chúng ta chịu đòn tốt, đứng trong rừng nó lợi đã. Một thằng chạy rồi, bắn bọn ngựa cho anh một phát thôi. Nó chưa vào đâu, bắn đây.
Bắn vào đây. Bắn đây. Bắn đây cho anh. Pháo binh ngã đây. Dù binh Perry tiến lên. Cho chúng nó trúng độc chết sạch luôn. Chốc sau lưng nó xem nào. Chúng nó trúng độc chết gần hết bây giờ. Đây, bắn vào bọn này đi. Trúng được. Rồi, bắn bọn này. Đội này bắn bọn này. Chúng nó đang. Tướng của chúng ta bị tấn công á. Cái bên này xong rồi. Trúng độc và đang chết rất nhiều. Ai già nó bắn đội cung này mình thấm thế nhở? Không sao. Dù binh Perrin đâu ạ? Chết hết, nhấp nháy hết rồi. Bọn này trúng độc mà chết thôi mà. Khỉ thật, bọn cung... À, chúng ta đang chạy qua đội cung, khoảng nào. Làm mất chết mất mấy con ngựa. Đội cung dừng tay cho anh. Đội cung dừng tay. Cho mấy con ngựa nó chạy qua nữa. Khỉ thật, mấy con ngựa này chậm đi rồi. Chạy đúng ta không. Rất đông quân thì cũng chẳng để làm gì cả. Rất đông quân thì chẳng làm gì cả. Để làm thế. Cái đội kỵ binh này bị làm sao nhỉ? Yếu vãi trưởng. Chúng độc bọn này chết, chết nguyên chết vì chúng độc. Tên mà bắn cho này cũng chạy cả. Đây là đội dìu binh Perrin ra rồi, sâu hết. Cái gì vậy? Nó hết quân rồi mà. Sao nào quân mình chạy gớm thế? The men are broken and running for their lives. Đây này. Vào đây cho anh. Không, nó còn cái khoái gì đâu. Không, nó còn cái khoái gì đâu. Refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Mấy con ngựa này cùi thật. Chắc phải
là tuyển ngựa chính quy đâu. Biết rằng là ngựa chính quy của mình phù chả kém hơn này, chắc vẫn hơn. Rồi, đây đây, dội tên độc vào đầu cho nó. Nó đông mà, nó rất đông. Chắc quân đội của mình chạy là vì mấy thằng gì, mấy thằng gì của nó. Bắn tên vào cho anh. Rồi dừng luôn. Cảm chết quân mình. Lã được vài phát tên độc vào. Ai giả ôi. Chén nào, dìu đâu lên. Lên luôn. Áp chế tinh thần của nó. Thôi không bắn nữa. Chết đấy. Bắn vào tướng nó này. Bắn đấy. Dừng. Tốt lắm. Rất nhiều thằng của nó xuống chết độc rồi. Quái nào này. Rồi cho nó chạy rồi. Quân nó đâu gấp đôi mình cơ mà. Tộc giặc mà đi. Chạy rồi. Ôi. Chiến thắng đắt giá cả. Kỵ binh này cùi quá nhở. Làm sao để tuyển được cái đội kỵ binh nào nó ngon hơn một tí nhở. Mình lại không tuyển được cái lính chư hầu. Chả có thằng nào nó chịu làm chư hầu mình. Bắt được thằng nào ấy làm chư hầu thì tốt. Đội kỵ binh của mình. Cũng hơi liều ấy, quân nó đông quá. Vậy mà dám tấn công. Hoặc là trận vừa rồi mình thủ ở bên sông, không xa bên này sông. Chắc là hay hơn. Mày chết. Ây da. Giải phóng à. Dễ lại chiến tranh hung nô đó. Mấy thằng gốc La Mã này dễ chiến tranh hung nô đó. Warriors all. Nó xây gì đây? Dị giáo Slavic. Xây công trình vệ sinh dịch tễ và... cái... vùng này. Nó chưa sửa chữa được gì. Sao nó lại có cả lính La Mã ngon đấy nhỉ?
Không cần quá nhiều ngựa. Ba long bình thường. Tay này của nó thì ít quân hơn. Liệu mình có thể tấn công được hay không thì nó là vấn đề. Yes. I like wrecking things. I'll just put that there. Moving unseen. Boy. Hai thằng dẹo rồi. Ready for orders. Thirsty for battle. Căng nhỉ, bây giờ chiến tranh ở trên rất nhiều mặt trận. Các mấy cái thằng châu Phi nó chết ra quyết định đập mình. Mổ mỡ 10, lương thực tăng ác. Cuối cùng này có hai tài nguyên liền. Doanh văn hóa mình 47% tăng 1 giây. Được. Tạm thời miễn thuế cho vùng này để nó tăng thêm trị an thế nữa. May mà mình tích được một cái lượng lương thực khá. Mày thích không tao gọi Hung Nô xuống đập cho mấy thằng Trung Đông này chết bây giờ. Láo có tổ chức. À, cứ qua lượt đã để xem lượt tiếp theo chúng nó làm trò gì. Ostrogoth ra biển à? Thành lập một cái hạm đội ở khu vực phía nam. À, định tấn công cảng biển phía nam của mình. Định tấn công cái cảng biển ở phía nam của mình. Được. Rất may là mình đã có các quân đoàn đóng ở các khu vực này rồi. Nên là không đáng sợ lắm. Ái chà. Úi dồi ôi Hung Nô. Ông mình phá mất cái công trình đấy thì làm sao mà tuyển được lính nữa thật. Thirsty for battle. On the move. Warriors all. Quân nó đi đâu hết rồi? Besieging settlement. Ready for battle. Không tốn quân. Kiểm soát luôn vùng này. Vài thằng quân rẻ à. Mày chết. Ngán mấy thằng này nó sắp tuyên chiến mình không? Vì nó đồng minh với thằng này. Giải phóng. Khởi. Chưa phải lúc.
thirsty for battle! Tôi đã kiểm soát hoàn toàn vùng này rồi. Nó xây dựng cái công trình này à? Tăng độ màu mỡ này. Ngon. Chị An tăng trưởng. Tăng độ màu mỡ là ngon rồi. Đúng là mỗi vùng này phải có một cái công trình tăng độ màu mỡ thật. Nó tấn công vào cái thành này à? Thành này thì à... cho mấy thằng dìu binh ở đây cũng rẻ thôi, lính rẻ. Ready for orders. Thirsty for battle. Chắc không ngon, không ăn được vào đây đâu. Rẻ, thoải mái luôn. Ready for battle. Ngon cứ việc vào. Mua nhầm quân rồi. Phải mua mấy thằng này chứ. Rồi. Ủa, sao nhiều thế nhỉ? Mình lại chưa có đủ các tướng lĩnh cần thiết để thành lập quân đoàn. Cái đám con ông cháu cha thì lại chưa mạnh lắm. Thì cho nó lên chức cho nó khỏi làm loạn. 84 thật. Lên phát nữa cho nó khỏe. Khỏe quân. Ai dồi ôi, thằng hung nô rồi. Nó đốt cho không còn gì để mà đốt luôn. Nó cướp bóc cho bọn này hết lương thực luôn. Cái thằng La Mã này. Lang có ba, còn đúng một thành. Thằng này thì còn rất nhiều thành nhưng mà chiến tranh rất nhiều thằng. Mình thân với Ascum. À, lý do chiến tranh là bởi vì thằng Ascum nó đang chiến tranh với hai thằng này. Đây rồi. Welcome friend, welcome. I in my... Mình chơi với thằng Ascum phát là nó ghét. Ascum nó có 8 thành. Chả nhẽ ông lại đưa quân xuống Trung Đông đập cho chúng mày một trận bây giờ. Không lương thực. Xuống đây. Ra đây, chính xác là ra đây. Rồi, ra đây phòng thủ. Thừa sức luôn. Chỗ này có cảng này là được rồi. Không sợ, nó không tấn công được vào cảng đâu. Mấy thằng Slavic, à mấy thằng Lào Tết này. Mấy anh Slaver này thì...
không đánh mình đâu. Bởi vì dù sao thì Slaver nó vẫn có một cái gì đó. Vẫn có một cái gì đó cùng dân tộc nó cũng không đánh mình. Nhưng mà thống đốc à? Không lẽ lại tiến sang Trung Đông nhỉ? Tiến sang Trung Đông thì nghe nó có vẻ kỳ quá. For the tribe. Our wise women had looked chấm dứt into hiệp the flame. Giao thương của chúng ta. Thằng Slaver này có vấn đề gì đây? Định làm gì đây? Chấm dứt hiệp định giao thương của chúng ta. Ý nó muốn gì nhỉ? Được. Không ăn được, nhả, không ăn được lại nhả. Đáng vui. I call now for you to take to arms against this. Từ, chiến tranh với thằng Slaver đấy là nguy hiểm lắm. Anh Hung Nô, anh cứ bình tĩnh. Em chưa có quân ở góc đó. Có quân này pem nó ngay, yên tâm. Honorable enemies, we will be in war. Thêm một thằng nữa tuyên bố chiến tranh với mình. Liên minh Trung Đông quyết định đánh mình rồi. Chúng ta ở vào một cái tình thế vui rồi đấy. Mình bắt đầu thích đấy. Mình bắt đầu thích rồi. Quân đoàn này mua 3 cái xe bắn đá. Mua diều binh Perrin. Mua rìu trước đi, xe bắn đá mua sau. Fight with us. It's a good life. Come, fight for us, lads. Kinh tế của chúng ta rất mạnh. Toàn đủ sức để có thể... Đây rồi, cái chi thủy lợi mong mỡ 10 này. Đá này. Cái này thôi. Hết được à? Có lẽ là không cần nữa nhỉ? Đây có một công trình thủy lợi rồi. Nhiều quá, không cần thiết. Lại thiếu lương thực. Chưa đủ, quân chưa hồi được hết. Đây. Gom mấy đội sốc kỵ để vào đây. Ngon. How can I will end them. Không có nhiều quân lắm đâu. Nhưng quân thủ thành của nó thì rất gớm. Some are born great. I am the knife in the dark.
worked out all right. How can I assist you? Sabotage. I like that. Nó chết tướng rồi. Ready for battle. Vui thật. Tự dưng chúng ta lại có một cuộc chiến ở đây à? Tự dưng chúng ta lại có cuộc chiến ở đây à? Vùng này xây một công trình tăng độ màu mỡ à? Và một cái ruộng. Được rồi, đóng quân ra đấy nữa là chúng ta có lực lượng phòng thủ rồi. Mấy thằng Slaver này thì thành này chắc là nó không dám đánh đâu, quân đông lắm. Nhưng cái nó có tường. Thế phải có đục một đội giáo mà mệt lắm. Ready for battle. Thirsty for battle. Không phải là nhiều, chơi luôn. Besieging settlement. Địa hình này là địa hình gì? Them cower before us. Địa hình này là địa hình gì? Kill! Fleet ready. Kinh nhỉ, chiến tranh với tất cả bọn dưới này. Lính sa mạc, ôi nó lắm xe bắn đá thế. Khỉ gió cho nó chứ nhỉ. Thôi được rồi, cứ để đấy, từ từ lượt sau mình sẽ tính xem là phải làm gì. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.